thì bây giờ mình đem qua những brand khác tại Nhật Bản. Thì đây là một trong những brand mà khi sau chiến tranh Nhật Bản bị Mỹ control xíu, thì Mỹ đem qua những cái phim America vào, mấy cái phim Mỹ thì là mấy Hollywood đồ thì nhiều người rất là mặc jeans. Nhưng mà họ thì lúc đó không kịp để sản xuất Levi để bán cho toàn quốc, nên là mấy công ty tại Osaka làm ra cái denim Salvage. Mua những cái máy mà shot luôn lại bên Levi's ở White Oak or hay là gọi là Cornwall. Thì họ mua về, họ dệt lại và họ làm cố gắng chuẩn form 501 nhất. Đây là 5 brand. Thì bắt đầu từ Studio The Artisan, Denim, Ibisu, Full Count, với lại cuối cùng là một cái quần mà có một member ở đây đã xây tất cả setup cho, gọi là warehouse. Thì brand này cũng sản xuất rất là chuẩn. Đây là những cái tour cắt rập và test vải để mà làm ra những cái sản phẩm denim bây giờ. Rồi bây giờ mình qua bên kia. Em nghĩ là một trong những cái mà nó Việt Nam nhất là cái adaptation của chiều quần bò á. Thì đối với em, lúc mà tụi em nghiên cứu thì tụi em phát hiện ra là vào những cái năm 70, những cái năm 70 thì Hollywood nó lãng mạn hóa cái hình ảnh của những người cao bồi. Thì hình ảnh của những người cao bồi với anh biết là những cái phim như Indiana Jones hay là những cái phim mà kiểu mang tính chất nó đẩy mạnh cái văn hóa cao bồi á. Sau đó thì những cái denim nó được đẩy mạnh lên và người Việt Nam lúc đó xem những cái phim bộ phim đó thì thấy những người cao bồi lúc đó họ cưỡi, không biết cưỡi bò không ta, nếu em nhớ không lầm thì những người đó là cowboy. Thì lúc đó người Việt Nam thì thấy những cái hình ảnh nó được xuất hiện trên phim ảnh rất là nhiều, nên là người ta gọi cái quần đó là quần bò tại do những người cowboy, nếu mà em nhớ không lầm. Ngoài ra thì còn có một cái câu chuyện khá là hay lúc mà tụi em nghiên cứu và em nghe được từ một người bạn, tức là những cái lúc mà cái quần Levi á nó xâm nhập, những cái chiếc quần vintage Levi đầu tiên được xâm nhập vào thị trường Việt Nam là do những người Việt kiều, người ta muốn chuyển tiền về Việt Nam nhưng mà họ không thể chuyển tiền về được, cho nên họ mua cái quần Levi ở bên đó mang về, sau đó họ bán lại ở bên này. Thì đó là một trong những cái bước cái đầu tiên hàng hóa đó. Vâng, thì đó là những cái bước đầu tiên mà những chiếc quần vintage Levi xâm nhập vào cái thị trường Việt Nam, cũng như là nó cũng, em thấy là cũng giống như kiểu bên Nhật á. Thì bên Nhật là hồi đó là cũng chiến tranh thế giới thứ hai, thì những người Mỹ người ta mặc những cái quần jean đó, thì giống như là hồi đó thì bên nó bên Nhật thì có prostitute, thì những cái người đó người ta thường người ta trả cho những cái cô gái đó bằng những chiếc quần đó. Người ta kiểu người ta đi ra, người ta đi thẳng hơn, người ta không trả gì hết, chỉ là cái chiếc quần jean thôi. Và từ đó những cô gái đó thì không biết, những cô gái bên đó lại đi bán lại, sau đó những cái denim Levi hồi đó nó lại được xâm nhập. Đó là cách mà quần jean Levi nó xâm nhập vào cái thị trường Nhật. Còn cái câu chuyện mà làm sao mà Levi, quần jean của Levi xâm nhập vào Việt Nam thì em cũng nghe được nghe kể thôi, cái tính xác thực thì em cũng không biết. Flannel, mọi người thấy nó rất là thông thường flannel thôi, nhưng mà cái này là nó chuẩn reproduction của cái năm đấy. Thì flannel là thực sự là cái detail chuẩn nhất của nó ngay đây là nó cat eye button, với lại cái độ dày của nó so với mấy cái foam bây giờ thì nó rất là mỏng, nhưng mà thực sự nó dày kiểu để đi lao động nhiều. Còn ở dưới đây là carpenter, thì mấy cái móc này là để bố và để kìm. Thì thực sự là nó là một phần của nguyên cái yếm luôn, nhưng mà người ta làm thành cái quần để đơn giản hơn, làm mấy cái lao động nhẹ hơn. Thì bây giờ mình qua bên đây. Thì đây là overall, hay là gọi là coverall đi. Thì thực sự là nó là cho denim, nó làm bằng denim, nhưng mà là kéo lên tới đây là để đừng cho cát vào. Nhưng đây là mechanic,
thì nó sẽ làm một cái vải herringbone hay có thể gọi là reverse tool, nó nhẹ hơn để mà mình làm mấy cái sửa xe rồi mấy cái đó dính dầu, không có dính dầu vào. Ở đây là rất là nhiều pocket detail. Đây, đây là work jacket, cũng đơn giản là để cho xem công ty nào và được quảng cáo về đó. Qua đây thì đây là một cái hunting outfit của Carhartt với lại mấy brand hồi đấy vào thời 50 và 60. Thì như mọi người thấy có cái lỗ này là cái lỗ để đựng shotgun để đi hunting. Cái phần lý do mà người ta lắp ở đây á, là để chéo sắp mấy cái súng rồi nó không có bị rách cái vest. Đằng sau đây là nó có cái túi, thì để giống như là mình săn thỏ hay cái gì đó, mình không có cần phải xách theo cái cặp để thẳng sau lưng luôn. Cái đây mọi người thấy nó có cái phần stitching thêm một lớp đây, double knee, là gọi là để mình quỳ xuống nhiều quá để đi săn đồ mà, nên là người ta may hai lớp cho đừng có rách. Còn đây là IV fit, thì nếu mà mọi người biết Ralph Lauren là một phần designer rất là nổi tiếng về làm những đồ American hay là gọi là Americana, thì Ralph Lauren đã làm cho công ty này, công ty vest này là Brooks Brothers. Còn ở đây á, thì đơn giản hơn là cái quần triple pleat. Hồi xưa ở New York hay là những người đi học, đi làm là cần mặc một cái quần formal nhưng mà phải thoải mái. Ở đây là nó có 3 đường xếp ly. Mọi người thấy ở đây sẽ có đèn và đường xếp ly triple pleat. Nhưng mà từ từ cái này tốn rất là nhiều vải và thời gian để làm lên cái quần. Và từ từ nó chỉ còn có double pleat, một pleat và từ từ là mất luôn. Qua bên đây là varsity jacket. Đây là không phải là chuẩn cũ nhưng mà người ta sản xuất lại theo cái idea là dành cho những bạn đi đại học mặc, và người ta thiết kế may thêm vào để cho biết là mình ở trường nào, hay là có thể gọi là champion jacket nữa. Thì khi bạn thắng bạn mặc cái này lên thì nó khác với mấy cái varsity bây giờ là nó có mấy cái phần cánh tay này nó bị over-exaggerate và nó có phần collar, nghĩa là cái chuẩn cái form. Cái lý do là để như vậy á, là khi mà bạn mặc mấy cái varsity mà to hơn mình á, nó sẽ qua cái tay, nhưng mà cái này nó cuốn lại thì nó không có qua. Sau mà nghe đây thì cái quần nó LL bin, nó không còn fit nữa, mất luôn cái fit. Thì gần như là mấy người officer với lại cảnh sát sẽ mặc nhiều hơn, nhưng mà phải formal nhưng phải giữ ấm, nên là sẽ có blanket lining ở trong. Vì vậy qua cái bên thì cũng đơn giản là cardigan, một quần một fit, cũng là một theo cái style của Ivy League. Đây thì vui một cái là áo thun bây giờ của tụi mình là có cái đường may hai bên. Nhưng hồi đấy là tụi mình, người ta làm bằng máy ống, vải ống, nên là nó không có hai đường may ở đây, để mà khi mà mình giặt nhiều quá nó không có bị rút lại. Nhưng mà sau thời gian thì mấy cái này sản xuất quá chậm, là mình làm lại với cái máy nhiều miền bây giờ. Đây là wool coat thôi, một cái coat rất là traditional, nhiều người biết, rất là nhiều brand đã làm lại và copy cái model này, vì do là nó là một cái iconic piece mà nhiều người nên biết hơn. Nó không phải là chỉ là một cái coat thôi, thì như Burberry chẳng hạn hay là những brand khác, Coach cũng đã làm những cái version này. Ở đây mình có cái section liên quan đến thời trang nhiều hơn. Trước đấy thì mình đã nói nhiều về những công năng của những món đồ nguyên bản, thì thời gian thay đổi thì nhu cầu của mọi người cũng thay đổi, dần dần đã theo đuổi cái biến đổi những món đồ công dụng thành thời trang nhiều hơn. Đây là thấy chiếc áo, anh có bụng một set quần áo của Capital, thì cái kỹ thuật này người ta gọi là, bên này gọi sashiko, người ta dùng những cái mũi chỉ nhỏ người ta khâu liên tục đè lên nhau. Thì tại vì ngày xưa thì người dân Nhật Bản, những cái người kiểu ngư dân với cả nông dân, thì người ta không có tiền mua vải, thì thay vì đó người ta dùng chỉ khâu để tăng độ bền cho quần áo. Đây thì ta có bên này thì có boro là cái kỹ thuật mà người ta dùng những cái mảnh vải thừa để khâu đè lên nhau, để thay vì mua chiếc áo mới thì người ta có thể liên tục sửa những cái món đồ người ta bằng cách khâu đè lên thôi. À, với lại thêm một info về boro là hồi đấy là Nhật Bản nó bị tư ra, nó không có cách mà mình mua lông cừu bên đấy, rất là khó hồi đấy, nên là cái cách mà để làm cho cái vải nó dày hơn và ấm hơn là cái cách mà sashiko lại. Đây là cũng là một phần technique rất là nhiều. Đây ta có
một chiếc western shirt thì đây các thấy cái độ mỹ nghệ của denim Nhật Bản. Các sử dụng tất cả đều là dùng tay hết, các có thể dispatch những cái thớ vải này, xong là hoặc là những cái patchwork, hoặc là khâu đi khâu lại. Hoặc là chiếc quần này như cái quần này à. Quần này nếu mà mình nhớ rõ là những cái method này gọi là crush, thì là những biker thì người ta cử động rất nhiều, cái phần này thì người ta bị rách. Nhưng mà bên đây là cái method của bên American nhiều hơn là Japanese, thì là người ta sẽ may lại rất là nhiều lần để cho cái phần mà cử động nhiều nhất nó sẽ cứng lại. Thay vì mình mua cái quần khác thì mình chỉ đắp lại, chạy máy thôi. Mình code đây mà. Đấy, không có code. Cái code này thì cũng như cái code hồi nãy, nhưng mà cái code hồi nãy mấy bạn thấy là không có nút nào vì nó đã che lại hết rồi. Còn ngay đây là một cái replica của nó, nhưng mà là nó lấy cái form của cái code wool, nhưng thêm hai cái túi giống như là bốn cái túi như là cái áo Vietnam War M65 với cái collar. Nói chung là người ta blend in những cái historical, những cái áo đã có mang đến lịch sử, kết hợp với lại cái aesthetic của Americana để làm cái áo này. Đây thì cũng đơn giản là một collection của Capitol, cũng là Borough và Sasuke chọn lại. Nhưng cái này nó vui hơn thì nó có method cross stitch với lại crush kết hợp lại vào, là design bởi công ty brand gọi là Black Means. Ở đây là của nhà thiết kế soloist Takahiro Miyashita, thì họ replicate lại, sản xuất lại cái mẫu Type 2 với cái design là rất là bụi hơn, thì họ có effect influence, cái người designer có influence bởi những rocker. Và thì theo cái style này là người ta muốn là cày như là cái áo denim, nên là nó bị rách sẵn. Với lại cái tác ở trong vấn đề là nó wash, nói chung là không được wash bằng cách nào hết, chỉ là mặc tới khi nào nó bụi bặm và nó là cái effect của nó chính. Đây cũng là một cái phiên bản được lấy cảm hứng từ punk rock, thì bên trên thấy có áo denim kiểu một cái replica Type 1 của Dolce & Gabbana. Thì ở đây thì cái hoặc là dưới đây ta có một cái quần denim của Nhật Bản Ninja Watanabe, thì ta như một cái tri ân cho cái thời đại 70 mà cái thời kỳ mà rock phải thịnh hành ấy, thì người ta thường đính đá những chiếc quần của họ. Với cái sản phẩm này thì tụi em mượn được từ một cái người bạn của em ở bên Santa Ana, California. Thì anh này là tên là Tony, đến từ Hidden. Thì đây là một cái set tên là Proletar Art Boro. Thì Boro là một cái kỹ thuật may của người Nhật, kỹ thuật may của người Nhật. Và nó được làm lại thì một trong, nếu mà em nhớ không lầm thì cái founder của cái hãng này đã từng làm cho Capitol, sau đó đi ra và làm riêng cho mình một cái hãng đó, và chuyên về sản xuất những cái sản phẩm denim xử lý boro giống như thế này. Thì em thấy người Nhật người ta hay ở chỗ là người ta mix được những cái mà những cái gọi là originality của người ta, người ta mix với những cái originality của những người khác, người ta mix lại, người ta biến nó thành một cái gì đó của nó. Của Nhật thì nó giống như là mix hai cái nguyên bản để trở thành một cái nguyên bản mới. Thì bởi vậy người ta mới, em nghĩ là người ta mới có chữ cái term mà Japanese Americana. Thì đó là những cái giống như là Americana của người Nhật lại khác hoàn toàn so với lại Americana. Nó gần như kiểu nó phát triển thành một hướng khác sau khi hòa trộn với cái văn hóa Nhật. Vâng. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở Vancouver, Canada. Nhưng mà thường thì mỗi hè thì em thường hay về Việt Nam làm việc, làm những cái dự án ở Việt Nam. Hidden Archive ban đầu là do em, nó xuất phát từ cái niềm đam mê á, là do em với lại một anh bạn Thuận Phùng. Thì
bởi vì em sống ở Vancouver, Canada cho nên em rất là gần ở Seattle. Nó chỉ tầm 2 tiếng so với Seattle thôi. Thì có một lần em lên Seattle em chơi và em được hang out, em được biết đến nhóm anh Thuận Phùng, anh Quân, anh Tân Nguyễn ở bên VSG. Thì từ đó là cái niềm đam mê quần áo bị ảnh hưởng bởi mấy anh á. Cho nên là đi chơi, hang out và bắt đầu kiểu tìm hiểu thêm về quần áo. Và đến năm 2018, tầm năm ngày 23 tháng 1 năm 2018, to be exact, là cái ngày em và anh Thuận Phùng quyết định là lập ra Hidden Archive. Thì có một cái câu chuyện vui từ Hidden Archive, và cái tên Hidden Archive nó không phải là Hidden Archive ngay từ ban đầu. Tụi em để tên nó là Order Disorder Shop. Đó là một cái tên mà nó đã bị thay đổi trong vòng 2 phút ngay sau đó, đổi tên Hidden Archive. Và Hidden Archive thì bởi vì em và anh Thuận là một fan của Naruto, và cái tên Hidden Archive thì originally lấy từ Hidden Leaf Village. Thế là tụi em hồi đó những cái món đồ gọi là archive á, thì để là Hidden Archive. Nhưng mà sau này thì suy nghĩ phát triển ra thì Hidden Archive nó là một cái ý nghĩa khác, mà nó giống như là một cái những cái gì mà tụi em lưu trữ mà nó bị chôn giấu hay là nó bị ẩn, và tụi em là những cái người mà đi đào nó lên lại và truyền tải nó cho cộng đồng. Thì đó là Hidden Archive. Thì hiện tại Hidden Archive mình đang muốn có một cái sự ủng hộ và những cái sự support nhất định cho những cái giới trẻ và những cái kiến thức mà mình cần được đưa lên. Nói chung là những kiến thức này nó cũng không phải là necessary để mà họ cần biết, nhưng mà mình có một cộng đồng về thời trang ở Việt Nam quá mạnh để mà những cái kiến thức này nó không được bring up. Cho nên là Hidden Archive cùng các bạn trong team luôn là cố gắng có những cái thông tin mà nó chính xác nhất và nó hữu ích nhất đến cho cộng đồng yêu văn hóa và thời trang và cả nghệ thuật nữa. Để mà nói về tuổi thơ của Kha thì thú thật là từ hồi rất là nhỏ Kha mặc đồ cũng rất là giản dị á, tức là Kha không có quan tâm tới bây giờ Kha mặc đồ cũng giản dị. Kha cũng không quan tâm đến cái phong cách hay là Kha quan tâm đến những cái gu thời trang hay là nhãn hiệu nào hết. Nhưng mà hồi đó thì Kha có trúng rổ và Kha rất là mê Jordan. Thì Nike và Jordan là những cái hãng mà nó gắn liền với cái tuổi thơ hồi Kha đi chơi bóng rổ hồi đó. Đó là hồi đó Kha cũng chỉ chơi giày thôi, tức là Kha... Giày đầu tiên của Kha là đôi nào? Mọi người nghĩ giày đầu tiên của Kha là giày fake. Giày fake, một đôi Jordan fake. Nó tên gì? Không nhớ nữa, hồi đó mua bên một cái shop là anh John Paul á. Nếu mà có ai chơi bóng rổ ở Sài Gòn chắc chắn sẽ biết shop bóng rổ John Paul. Nhưng mà đôi view đầu tiên của Kha là đôi nào? Đôi Nike Tiffany không? Đôi, no, cái đôi real đầu tiên của Kha chắc là mẹ mua một đôi SB Dunk, Nike SB Dunk. Mà hồi đó mình không biết, mình cứ nghĩ là SB Dunk là giày, Dunk là úp rổ là giày bóng rổ. Nhưng mà mãi sau này mới biết SB Dunk là giày trực ván. Mãi sau này qua Canada Kha mới biết SB Dunk là giày để trực ván, nhưng mà giày trực bóng rổ. Tại vì hồi đó mình chỉ có hai khái niệm, là một là giày hàng xịn, hai là giày hàng dởm vậy thôi, chứ không phải là giày để chơi bóng rổ hay là giày để tập cầu lông hay là giày để đi chơi bình thường. Giày là để mang được, giày là để đi trên chân để chạy được, thì giày nào cũng chơi bóng rổ được. Thì hồi đó là như thế. Thì sau này, mãi sau này qua bên Mỹ, qua bên Canada thì mình mới quen những cái người bạn là anh Thuận, anh Quân, anh Tân. Thì những người đó đã giống như là truyền cảm hứng cho mình để mình có thể mình tìm hiểu sâu hơn về những cái thời trang. Chứ cái thời mà Kha mà biết đến giày nọ, Kha cũng không quan tâm Kha mặc gì, cũng chỉ là một cái quần sọt, áo thun, xong mang đôi giày mấy chục triệu ở trên chân, không quan tâm đến cái outfit lắm. Có một cái rất là buồn cười là hồi đó Kha không thích, không thích những người mặc đẹp á. Kha nghĩ người ta, những người mà mặc đồ thời trang sành điệu, những người quá là diêm dúa, mà con trai thì không có nên diêm dúa. Con trai chỉ rất là bình thường thôi, mình giản dị thôi, mình không có cần phải kiểu
khoe hay là mình phải giống như là ăn mặc thật là bảnh bao. Và có một cái câu chuyện là hồi đó Kha rất ghét những người ăn mặc bảnh bao, tại vì những người đó thường là những người đi bắt nạt Kha ở trong trường cấp 2. Cho nên là hồi đó một phần mình không để thời trang, mình không thích thời trang là do là mấy đứa bắt nạt đó. Giờ các bạn bắt nạt có thấy này thì cũng coi chừng tôi nha. Còn Manh đi, hồi đó Manh mặc đẹp mà đúng không? Hồi cấp 3. Không có. Hồi cấp 3 Manh cũng mặc đồ cũng bình thường thôi. Mình cũng mặc đồng phục. Nhưng mà mình thích kéo váy ngắn giống như các bạn. Mình thích mang giày thể thao, mình thích mang áo khoác bên ngoài để cho nó nhìn không có chỉ là đồng phục không có vậy thôi. Thì mình bắt đầu thích thời trang hơn và tìm hiểu nhiều hơn khi mà mình được tham gia vào Hidden Archive một tháng sau khi mà họ thành lập. Thì sau cái đoạn thời gian đó mình cũng có thời gian là mình mặc những đồ archive và những cái piece như là Yoji, CDG. Nhưng mà mình hiện tại thì mình thấy là cái gì miễn sao là nó có cái personality của mình là nó ok. Tại vì cái người mà là cái người mặc quần áo chứ quần áo không có mặc con người. Cho nên là mình vẫn thấy cái hiện tại thì mình thấy là mình mặc cái gì mình thoải mái và mình được là mình nhất thì nó sẽ là ok nhất. Lần đầu tiên Kha nhớ là Archivism 2018 là đúng là 6 tháng sau cái ngày Hidden Archive được thành lập. Tức là Hidden Archive được thành lập vào tháng 1. Thì vào tháng 7 năm đó là Kha, anh Thuận và Nguyên Đặng, Nguyên Hoàng ở bên Sim thì mới nghĩ ra một cái gọi là triển lãm để mà showcase những cái món quần áo gọi là quần áo lưu trữ, quần áo archive, để làm ra để giống như là mở một cái sân chơi, mở một cái sự kiện networking event dành cho những cái bạn trong cộng đồng thời trang. Thì cái idea ban đầu của Kha với anh Thuận là cả hai bọn mình đều nghĩ là tại sao cái thời trang, những cái sự kiện thời trang trên thế giới, những cái mà Met Gala, tại sao nó quá là exclusive, nó không dành cho những người bình thường, những cái người mà chỉ yêu thích thời trang, hay là nói đơn giản là những cái fashion week thôi, thì cũng phải được mời đi chứ không phải là tất cả mọi người đều có thể access vô được những cái đó, một cái buổi party, một cái networking event để mọi người cùng chung vui á. Thì Kha với Thuận không thích cái idea đó, cho nên Kha với Thuận mới muốn làm ra cái sự kiện Archivism là để tất cả mọi người có một cái sân chơi để mà mọi người cùng chung vui, cùng bàn bạc hoặc là connect với nhau để mà những cái điều mà tốt đẹp nhất dành cho cộng đồng thời trang Việt Nam có thể xảy ra sau cái Archivism. Thì nó giống như là một cái networking event / exhibition. Thì 2018 là tụi Kha bắt đầu, đó là một cái show, nó giống như một cái showcase thôi. Không có một cái chủ đề nhất định hay là không có một cái gì gọi là quá là significant đó. Nhưng mà mãi đến năm 2019 thì bọn Kha có cơ hội làm việc với lại Grail. Thì lần đó thì bọn Kha mới bắt đầu làm những cái theo cái Archivism 2019 thì nó được làm theo một cái chủ đề rất là cụ thể và rõ ràng hơn. Và đến năm nay thì 2022 thì nó đã ra được một cái gì đó theo một cái chủ đề nhất định cụ thể, và nó có những cái câu chuyện để tụi Kha có thể truyền tải xuyên suốt nguyên một cái voyage. Tại vì tụi Kha phrase cái 2022 này là một cái cuộc hành trình chứ không phải là một cái sự kiện, chỉ là đơn thuần là một cái sự kiện.